thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Thi Thiên 36. Tội lỗi lên tiếng trong lòng kẻ ác rằng: chẳng cần kính sợ Đức Chúa Trời gì cả, vì nó dương mắt tự cao rằng: tội ác mình sẽ không bị bại lộ, và không ai ghét mình cả. Các lời của miệng nó đều độc ác và dối gạt. Nó đã từ bỏ nếp sống khôn ngoan và từ bỏ làm điều lành. Nó mưu toan làm ác trên giường mình, đứng trên con đường bất hảo, và không từ bỏ điều dữ. Lạy Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài vượt trên các tầng trời, sự thành tín Ngài cao đến tận mây xanh. Sự công chính của Chúa giống như núi non hùng vĩ, sự phán xét của Ngài khác nào vực sâu thăm thẳm. Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài bảo tồn loài người và thú vật. Lạy Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý giá biết bao. Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện. Chúa sẽ cho họ uống nước từ dòng sông phước lạc của Ngài, vì nguồn sự sống ở nơi Chúa. Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con thấy ánh sáng. Cầu Chúa ban sự nhân từ cho những người biết Chúa, và ban sự công chính của Ngài cho những ai có lòng ngay thẳng. Xin đừng để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp con, cũng đừng cho tay kẻ ác xua đuổi con. Kìa, những kẻ làm ác ngã gục, chúng bị lật nhào, không thể trỗi dậy được. Ở Thi Thiên 35, David than thở với Chúa về những kẻ ác và cầu nguyện xin Chúa xử đoán họ. Đến Thi Thiên 36, sau khi tiếp tục suy ngẫm về những việc họ làm, tác giả ngợi khen tình yêu và sự nhân từ của Chúa. Có khi nào bạn cảm thấy mình không được yêu và bị lãng quên không? Thi Thiên 36 nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta, và Ngài là đấng chu cấp tuyệt vời, và là đấng bảo vệ những ai yêu mến Ngài. Thi Thiên 36 được chia làm hai phần như sau. Phần thứ nhất từ câu 1 đến câu 4 mô tả tội lỗi của kẻ ác. Họ không kính sợ Chúa, họ không nhìn nhận tội lỗi của mình, họ nói lời độc ác và dối gạt, từ bỏ nếp sống khôn ngoan và từ bỏ làm điều lành. Họ mưu toan điều ác, cuộc sống của họ phó cho điều ác. Kẻ ác không kính sợ Đức Chúa Trời, nên mọi việc làm của họ đều bộc lộ bản tính xấu xa. Đến phần thứ hai, từ câu 5 đến câu 12 là bước chuyển ngoạn mục của tác giả. Từ việc nói về kẻ ác, bây giờ ông nói với Chúa về tình yêu của Ngài. Tương phản với bản chất ngột ngạt, khép kín của tội lỗi, tình yêu Thiên Chúa cao vời vợi đến tận các tầng trời, hùng vĩ như núi non và vô tận như đại dương. Tình yêu của Đức Chúa Trời như vùng đất vui sướng bất tận, đến nỗi hễ ai lần đầu nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện và uống từ dòng sông phước lạc của Ngài đều sẽ muốn quay lại nhiều lần để cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời luôn kiên định, tình yêu của Ngài vững bền và không thay dời. Chúa đối xử với mọi người trong tình yêu thương. Ngài bảo vệ con người dưới bóng cánh của Chúa và ban cho họ đời sống dư dật, phước lạc. Đức Chúa Trời là tình yêu, nhưng cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết. Đức Chúa Trời nhân từ, thành tín và công bình, nên kẻ ác thì sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng, ngã gục, lật nhào và không trỗi dậy được nữa. Còn những người kính sợ Đức Chúa Trời thì nhận được sự sống thật, nguồn sự sống tuôn đổ đến dư dật và được sống trong sự bảo vệ, chở che của Chúa. Ý thức được điều này, tác giả cầu xin Chúa ban sự nhân từ và cũng ban sự công chính của Ngài cho những người biết Chúa và có lòng ngay thẳng. Tác giả cũng xin Ngài đừng để kẻ kiêu ngạo theo kịp ông
và đừng cho tay kẻ ác xua đuổi ông. Chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản trong Thi Thiên này. Kẻ ác không kính sợ Đức Chúa Trời, nên chẳng có gì ngăn trở họ phạm tội. Họ cứ miệt mài làm những việc gian ác và xấu xa. Nhưng những ai biết Chúa, có lòng ngay thẳng, sẽ thấy ánh sáng của Ngài, nhận hưởng sự thỏa nguyện không dứt và ngợi khen tình yêu của Đức Chúa Trời. Câu hỏi suy ngẫm: tôi có đang sợ và tránh xa tội lỗi không? Đâu là điều mà hiện nay tôi vẫn còn thỏa hiệp với thế gian? Tôi có đang sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và vui hưởng các phước hạnh Ngài ban không? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, chậm giận, thành tín và luôn công bình, xin tha thứ cho con khi con thỏa hiệp với thế gian và từ chối sự hiện diện của Ngài. Tạ ơn tình yêu rất lớn, cao, sâu của Ngài dành cho con luôn. Xin cầm giữ con khỏi con đường của kẻ ác và dẫn con đi trong ánh sáng lời Ngài. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào thứ hai.